xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Xin chào hai bạn nghe. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ em tên là Ngọc Sĩ, vợ em là Ngọc Hân. Rồi Ngọc Sĩ nay em nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 32 tuổi. Công việc em là gì? Dạ em kinh doanh mặt hàng ăn uống trên Bình Dương anh. Rồi và em? Dạ em hiện tại đang làm salon tóc anh. Dạ nay nhiêu tuổi anh Ngọc? Năm nay em 28 tuổi rồi. Ngọc Sĩ và vợ mình á, là cái chuyện tình yêu của hai người như thế nào? Thì năm 2010 á, là em tốt nghiệp bên Úc. Thì tháng 8 em có bay về Việt Nam, bắt đầu cái đi chơi. Thì tháng 9 gặp vợ em trong một buổi tiệc. Xong rồi cái thích. Đúng rồi đúng không? Không, mà lúc đó bà đẹp. Đẹp lắm. Giờ bà cũng đẹp vậy. Nói chung là khi mà em gặp vợ em là em ấn tượng liền đúng không? Dạ. Còn em gặp chồng em, gặp em anh ấy ấn có tượng gì không? Liền không? Dạ không. Không hả? Có điều là hơi chảnh chảnh thôi chị. Anh chảnh hay là em chảnh? Không, anh chảnh lắm. Ồ. Anh chảnh lắm mà những người chảnh là em chảnh hơn nữa. Ồ. Vậy đó. Không, em chỉ ấn tượng ảnh là ảnh sống biết nghĩ tới người khác lắm. Cái lúc mà đi ăn cháo vịt ở dưới Thanh Đa thì có một cậu bé mấy số lại mời ảnh mua số. Thì ảnh mới nói là mày ngồi đó đi. Cái ảnh kêu quán cháo vịt là đem cho thằng nhóc một phần cháo một phần gỏi. Khi ngồi ăn mà em nhìn ảnh em cảm thấy là chắc là người đàn ông mình em đang cần tìm. Tại vì em cũng là sống tình cảm lắm nên em thích một vợ chồng em này cũng phải sống tình cảm, biết nghĩ người khác nữa. Thành ra không biết sao vợ chồng em gặp tiết xác tình ngay lúc đó luôn. Nói chung là nhờ cậu bé và nhờ tô cháo vịt. Thì nhờ cậu bé mới có nghĩa là mới có cái duyên để gọi là ảnh có thể là ảnh tạo ra được mọi thứ đi cho hai người có cảm tình với nhau. Dạ. Rồi bao lâu thì bắt đầu là cưới, nảy nở mọi thứ? Quen nhau được 3 tháng thì em dính bầu. Lúc đó mẹ em chưa có biết, xong rồi còn 3 ngày nữa mới sanh á thì mẹ mới biết. Đó mẹ em cũng giận lắm. Khi sanh em bé thì mẹ em có ra phòng chờ để mà nhìn đứa bé để coi như thế nào, tại vì chị cũng biết mà bên ngoài người ta nói ra nó vô nhiều lắm, cho nên mẹ xuống mẹ xem mặt đứa cháu của mẹ coi có phải là cháu mẹ hay không. Nhưng thật sự khi đẩy đứa bé ra mẹ nhìn cái có cười. Tại vì á mẹ em nói là y như hai giọt nước vậy. Với lại mẹ nhìn mẹ biết liền, tại vì lúc nhỏ em như thế nào á thì cái đứa cháu nó y chang vậy, không bao giờ bà quên được. Còn em thì sao? Lúc đó là em định bỏ xứ em đi rồi. Lúc đó em giấu bà má em không biết. Thì bắt đầu có những cơn ngén. Má em nhìn má em biết liền à. Má em lo cho phòng, má em nói là con có bầu phải không? Mà nước mắt má em gưng gưng vậy nè. Cái má em nói là con nói đi, má không có la đâu. Cái em nói có bầu. Trời má la muốn bể nóc nhà luôn. Cười ngó trời quá đó. Không à, bị má dụ. Thì sợ lúc đó em cứ sợ mà thì em sợ. Rồi gặp lúc đó em mới về nước rồi xong giờ về em nghĩ còn trẻ mà em không có chấp nhận. Khi mà má vợ em biết á có nói chuyện với em cũng không nhận luôn. Em đổ thừa đủ thứ lý do á, để rồi vợ em nói anh không nhận thì thôi, em đâu cần anh nhận đâu. Từ lúc đó là không liên hệ với nhau suốt hơn một tuần lễ. Thì em ở nhà rảnh cũng coi phim, thì vô tình coi một cái tập phim á, thấy cái cảnh đi tối á đứa bé nó khóc thì người vợ dỗ dành cũng khóc theo luôn. Cái lúc đó em tự trách bản thân mình. Mình không phải là người xấu, mình không phải là người trốn tránh trách nhiệm. Mình sẵn sàng nhận hết tất cả những mình đã làm ra, cho nên em mới bắt đầu em bước xuống. Em nói chuyện với má, thì lúc đó đó má cũng biết là em không muốn cho gia đình em biết. Cho nên má kêu thôi bây giờ hai đứa dọn ra căn nhà của má để ở. Rồi ngày qua ngày cuối cùng đến ngày mà em biết và sanh đứa bé ra. Đó mà lúc đó thực sự là em rất là ham chơi. Vợ mang bầu chứ em đi làm, em đi chơi, rồi em đi ăn nhậu rồi không có màng tới vợ em. Nói thật chứ từ cái ngày mà em quen bả cho đến sau này á, không mua được cái áo nữa. Mà cũng không trách em một tiếng nào, không nói một cái gì. Thật sự lúc đó phải nói là mình tệ lắm. Đi suốt ngày ngồi quán cà phê, chơi banh, bóng, cá độ, đủ cái chuyện hết. Một tháng đưa cho vợ đúng 4 triệu, không có mua được một cái gì hết á. Những lúc mà mẹ vợ em á mà biết một việc á, là lúc đó là em bể nợ thôi. Là cái khả năng chi trả em không còn nữa. Em mới báo thiệt cho mẹ em nghe. Thì vợ em biết. Thì cũng chỉ biết khóc thôi chứ giờ làm gì giờ. Đó, cái lần thứ nhất, lần thứ hai, để rồi lần thứ ba. Cái lần cuối cùng luôn đó, thì em mới tự cảm nhận là bị lạc lối rồi. Suy nghĩ lại bản thân mình đi. Mình đâu phải là con người như vậy đâu. Cái em không muốn liên quan với gia đình em nữa. Em nói thẳng với mẹ em luôn là mẹ cứ để cho con tự lo.
Lúc đó mẹ em có kêu vợ em lên hỏi một câu như nè: Hân ơi, bây giờ nói với thằng sĩ á, nói kêu nó hẹt hết đi, là nó thiếu ai bao nhiêu nói đi mẹ trả. Nhưng vợ em không có cho. Vợ em nói nếu như mẹ mà cho tiền trả nữa thì sau này anh cũng vẫn như vậy, anh không có thay đổi đâu mẹ. Mẹ cứ để rảnh đi, con hứa với mẹ con không bỏ anh đâu. Đó, xong rồi cái mở quán ăn vặt. Mà bà này bà ham làm lắm. Sáng thức dậy không có chuyện gì làm á, nó cái nói anh ơi giờ mình bán đồ ăn sáng đi anh. Cái nó bán gì? Nó bán bún móc. Em nói trời, cái khu này bán đồ ăn sáng hay ăn má. Cái ngồi suy nghĩ, tại vì chị biết cái đó là đường xa lộ mà. Tại vì gần đó có cái cô kia bán bún bò Huế mà em thấy cũng không được nhiều á đó. Nhưng mà muốn làm gì là phải làm cho bằng được. Nó cái cuối cùng cũng bán. Bán được 6 tô còn nguyên nồi ăn hết luôn. Còn cái em mới thật sự là lúc đó thấy mặt buồn lắm, thấy tội, ngồi ngó nồi nước lèo mà ngồi thấy là muốn khóc, thấy tội lắm. Cái hồi đó đó, cái lúc mà em còn đi chơi á, còn xài tiền á, em khoái nấu ăn hay đi chợ, ví dụ mua cá 80 ngàn đương trăm khỏi thói, hồi đó sáng lắm, tại vì tiền quýnh banh mà đâu phải tiền mình đâu, mình tiết kiệm đó. Rồi cái em quen hết nguyên cái khu chợ Lễ Thiêu luôn. Cái chiều hôm đó em chạy lại từng sạp, từng chỗ em giới thiệu là món bún ốc sáng nay ăn nha. Em giao tặng chỗ tô 25 ngàn. Cái người ta nói cho tô đó. Cái em về em khoe vợ em liền nè, danh sách nè, 60 tô. Mừng lắm. Trời ơi, bây giờ chị muốn hỏi vợ chút xíu nè, đó là chồng bắt đầu đi ship tiếp bún ốc rồi đúng không? Trời ơi, chở cái thùng mút đó để đựng nước lèo. Trời ơi, bán nhiều lắm, tụi em bán nhiều thứ lắm. Thì đây nè, giống như là thiếu gia mà đi ship bún ốc vậy đó. Thì lúc ấy cảm xúc của em sao? Em thấy xót ruột cho chồng hay thấy thương chồng không? Em chưa xót ruột bằng mẹ chồng em đâu. Mẹ em bữa tối sáng đó hay ngủ cà phê ở ngay chợ á, là thấy em hay đi ngang á, mẹ em rớt nước mắt luôn á. Nhưng mà mẹ em kìm, nói phải kìm lại. Thằng nó đúng, nếu mà trả cho nó nữa, nó chưa hiểu hết được cái cuộc cực sống là gì đó thì nó không có bỏ đâu. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ thì sao? Giờ tụi em cao cấp hơn rồi, giờ thành mở nhà hàng luôn rồi. Quán ăn gì? Quán Phú Nướng 79, chuyên về món nướng. Mà lúc đó là mở ở dĩa hè, có một căn kia, hai căn kia ốt mướn thuê à. Cái từ từ bước khuếch trương ra thì được cái quán lớn như bây giờ. Quán nướng đúng không? Em đầu bếp, em đầu bếp luôn. Giỏi vậy. Chuyên về món nướng. Bây giờ vợ thì làm cái gì? Trước khi mà em gặp ông xã em á thì em có làm tóc. Em mở được nửa năm là em gặp ổng, ông thỉnh em đi luôn á. Cái bắt đầu làm vợ chồng em mở quán ăn thì được một năm. Cái bắt đầu em nhớ nghề quá. Cái bắt đầu làm em mở online trong cái phòng vợ chồng em. Cái ngày càng đông quá, em nói anh ơi anh giờ qua phòng khác đi, em lấy cái phòng trên nữa. Đông nữa, em nói ông qua kho ở luôn đi. Vợ chồng em qua kho ở, cuối cùng lấy 3 căn để là em làm tóc. Chị có thấy rằng là hẹp đó. Đó, con là hẹp đó. Thấy hợp nhất là sao chị biết không? Mộc sinh hỏa, em mạng mộc, ảnh mạng hỏa nè. Thành ra lấy em về em lo cho ảnh không à. Kìa, ai nấu ăn? Ai nấu ăn? Ai giặt đầu? Ai nấu ăn, ai giặt đồ kìa? Ai nấu ăn, ai giặt đồ. Thấy gì ngon thì dành đó nè. Không, cái chuyện đó là chút nữa chúng ta sẽ nói vô cái phần dịch mặt nha. Bây giờ muốn hỏi cảm nhận của em là sao khi mà tất cả mọi thứ quay đầu là bờ đó. Đó, tất cả mọi thứ đã được em thay đổi, quay đầu là bờ. Thì em có thể chia sẻ là cái cảm nhận của em sau một cái thời gian mà em thay đổi như vậy thì như thế nào? Cuộc sống vợ chồng em bây giờ nó rất 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 là hạnh phúc. Tại vì em á là con người sống tình cảm, mình dám làm, mình dám chịu. Thì bây giờ á là cứ trong lòng á, thỉnh thoảng á, có một cái mặc cảm là ngày xưa đã làm khổ vợ rất là nhiều. Đối với em á, thà em chịu thiệt chứ em không muốn những người thân cận của em đau khổ vì em. Cho nên bây giờ á thì những lúc á mà phải làm cái chuyện gì mà buồn á thì em cũng chỉ im lặng thôi. Chứ em không có chửi lộn như ngày xưa nữa. Đó, chị nghĩ chửi lộn như lắm à. Thì có cái cảm giác là bây giờ mình là trụ cột gia đình. Có nghĩa là bây giờ người này á là đã thay đổi rồi, quay đầu về bờ, cho nên giờ á ưu tiên cho người này vạch mặt trước đi. Qua cái phần đại hội vạch mặt. Ê sĩ, ví dụ như bà xã em vậy đó thì tật xấu gì? Tật xấu gì? Có không? Có nhiều không em? Thật sự là đối với người khác thì em không cần biết người ta nhìn nhận như thế nào, chứ đối với em thật sự giờ em rất là hoàn hảo. Giờ em là số 1. Giờ em là số 1 rồi. Trời ơi, sướng, cười. Thế còn là em, ông xã em,
Em chỉ muốn là ảnh ngủ sớm hơn thôi. Chứ ảnh thức khuya quá. Có phải là do công việc không? Đầu công việc với lại thói quen. Tại vì mở quán là bắt đầu 2 giờ là mở. Thì cho đến 12 giờ là xong. Cái đóng cửa cái em phải tính toán rồi này kia rồi xong hết khoảng 1 giờ em lên. Em lên thì cái thói quen rồi cứ lên mạng coi Facebook, coi phim, coi hài cho nó thoải mái bắt đầu mới ngủ. Dạ, mà trong khi đó 5 giờ rưỡi, 6 giờ sáng là em phải thức dậy lo cho con em đi học rồi. Ôi là em ngủ không được bao nhiêu. Sau đó về mới ngủ tiếp một xíu đúng không? Đó đi làm tiếp thì em... Dạ. Trời đất ơi, ngủ ảnh thuộc dạng thiếu ngủ trầm trọng luôn á. Đi chợ mua đồ cho quán á. Xong rồi có mua nhà đất rồi này kia rồi mình phải chạy hồ sơ. Đó. Giỡn quá nhiều quá em ơi. Em đâu có gì dạ, được. Hồi xưa thì ảnh ham chơi không? Bao nhiêu. Giờ em thấy ảnh cài bấy nhiêu luôn. Buổi cũng lo. Buổi trưa thì được ngủ. Nó quen cái giấc rồi. Không được. Dạ, đúng rồi. Chị nói nè em á, bây giờ em thay đổi gần như 180 độ rồi. Nhưng mà em thay đổi được cái này thì em lại vướng vô cái khác. Đó là cái vấn đề ít ngủ là nguy hiểm lắm em. Chị nói thiệt, nó nguy hiểm không có thua gì cái chuyện mà hồi đó em chơi banh đâu. Cái đó chị nói nghiêm túc luôn. Tại vì cái thiếu ngủ nó sẽ sinh ra rất nhiều những cái hệ lụy mà mình không lường trước được. Dạ, em hiểu. Đầu tiên là về thần kinh á, về não á, về thần kinh á. Chị nói thiệt mà. Sát thủ thầm lặng á. Sát thủ thầm lặng đó, chị nói thiệt. Đúng, em cũng có cảm nhận được. Tại vì hồi đó em khỏe khoắn, em cứng rắn lắm. Mà hức khuya cái vợ nấu gì cũng dám cãi. Chưa đến lúc em sẽ khóc nữa. Khóc hoài, hỏi đụng sẽ là khóc. Đúng rồi. Anh Bin bây giờ là khóc hoài đó. Chị nói giỡn thôi. Thực ra vợ chồng em á đã trải qua quá nhiều sóng gió, đúng không? Rồi tụi em vẫn ở bên cạnh nhau. Và bây giờ càng ngày thì thấy là cái cuộc sống nó càng hạnh phúc hơn. Càng gọi là yêu thương nhau hơn. Và hiểu ra đây là một nửa của mình. Và không bao giờ muốn để mất cái một nửa đó. Gia đình cũng hạnh phúc. Hai bên gia đình cũng đã gọi là chấp nhận tụi em và yêu thương tụi em rồi. Thì thành ra chị nghĩ rằng tụi em phải giữ cái điều đó. Và giữ cái điều đó đồng nghĩa với chuyện cả hai vợ chồng đều phải giữ sức khỏe. Cái đó là cái rất là quan trọng. Người ta vẫn nói đó, có sức khỏe là có tất cả. Phải cố gắng sắp xếp thời gian. Cân bằng. Không, cần phải cân bằng thời gian. Thì em cũng quan trọng cái sức khỏe em lắm. Tại vì em có được đứa con trai, đứa con gái mà. Gia đình hạnh phúc quá mà. Mà vợ đẹp mà con ngoan. Ôi trời ơi, tiền bạc có đi làm gì đó, đúng không? Rồi. Đó. Thôi xin chúc cho hai em lúc nào cũng vui tươi và hạnh phúc viên mãn như thế này. Dạ rồi. Mãi mãi. Cảm ơn anh chị.